Em chào các bác nhá, em đến từ shop đồ Đông Sơn ạ. Thì các bác có thể thấy đằng sau em có một cái hai cái bức tranh là Lý Ngư Vọng Nguyệt Nguyệt nhá các bác. Thì hôm nay em làm một cái video nói về hai bức tranh này cho các bác xem cái video của em và biết được cái ý nghĩa câu chuyện của cái hai bức tranh này và nó sẽ mang lại cho mình cái gì nhá các bác. Thì các bác hãy đón xem video của em tới đây nhá. Đây em sẽ quay cận cảnh cho các bác. Đây các bác có thể thấy cái bức tranh là Lý Ngư Vọng Nguyệt Nguyệt trong bác các bác. Đấy. Nguyên một cái con hai con cá chép ở giữa to đùng luôn và rất là nhiều con nhỏ ở phía dưới. Và ở trên có một cái mặt trăng. Đây, cái mặt trăng nha các bác. Đấy. Và có một cái dòng chữ là Lý Ngư Vọng Nguyệt nha các bác. Thì cái ý nghĩa của cái bức tranh này là các bác có thể thấy cái hình ảnh của cái bức tranh là cá chép và tượng trưng cho cái văn hóa dân gian nha các bác. Để hiểu về cái ý nghĩa của cái bức tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt này không thể không tìm về nhân vật chính là cá chép nha các bác. Cá chép từ lâu đã trở thành con vật linh thiêng của người dân ta từ hình ảnh loài cá cổng táo quân về trời đến hình tượng cá chép vượt qua Long Môn để hóa rồng, tất cả đã tạo nên những nét đẹp riêng về sự mạnh mẽ, vững bền, ý chí, sự cao sang của loài cá chép nha các bác. Tuy nhiên, điều đó chưa thể thể hiện hết tất cả. Cá chép tự thân nó đã có vẻ đẹp riêng trong câu chuyện cá chép vượt Long Môn. Cá đã được phong râu, phong giáp, đã có được hình tượng sơ bộ của rồng trước khi vượt ải cuối. Và chính những điều này tạo ra cho cá chép một vẻ đẹp của một võ tướng dũng mãnh, nhưng cũng rất mỹ miều hình ảnh đối với cá chép dưới đây. Đấy, các bác có thể thấy. Đây là cái hình ảnh là ảnh Lý Ngư ngắm trăng đáy nước nha các bác. Mặt trăng là một cái biểu tượng là sự mộng mơ, thơ mộng đầy chất thi ca. Ngắm trăng đáy dưới nước là một hình tượng đẹp trong văn học nha các bác. Thì bên em thì cũng có mấy cái mẫu bức tranh. Thì cái bức tranh của cái Lý Ngư Vọng Nguyệt này là có ý nghĩa là mang lại tài lộc và hạnh phúc cho gia đình của mình nha các bác. Rất là nhiều ý nghĩa cho một cái bức tranh. Khi mình để các bác phải để được hai con cá chép phải đối diện nhau như vậy và có thể treo lên tường thì nhìn nó rất là đẹp. Còn bên hàng bên em, cái mẫu cái bức tranh này thì được những cái con cá ở đây, bông hoa đều được chất vàng và cái mặt trăng cũng đều được dát vàng nha các bác. Đấy, em cũng đã vừa nói xong cái bức tranh này cho các bác xem, các bác cũng đã hiểu được cái lý do tại sao người ta lại treo cái bức tranh này. Nó mang lại ý nghĩa như gì? Nó mang lại ý nghĩa là mang lại tiền tài và hạnh phúc cho con người của mình. Đó, nha các bác. Thì các bác nào mà muốn mua hay là muốn lắp đặt tranh hay là muốn tìm hiểu thêm về bức tranh này thì cứ liên hệ qua cho em có số điện thoại 0963 378 563 nha các bác. Em chào các bác nhé.